Vào hồi 11 giờ 5 phút ngày 4 tháng 3 năm 2022, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận kết hợp với đội quản lý thị trường số 1 và phòng y tế quận làm nhiệm vụ tại đường vào chùa Bảo Minh thuộc tổ Kha Lâm 6 phường Nam Sơn, phát hiện Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm 1983, trú tại phường Trần Thành Ngọ, đang chi hàng hóa từ túi ni lông to ra các túi nhỏ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Hùng khai nhận đang vận chuyển số hàng hóa trên về cho vợ là bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh chủ hàng. Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra thu giữ số hàng hóa gồm 20 hộp thuốc có nhãn mác nước ngoài và 120 kit test nhanh COVID-19. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua định giá, số hàng hóa trên có tổng trị giá 14.478.400 đồng. Tại cơ quan điều tra, bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh đã có hóa đơn chứng minh nguồn gốc của kit test nhanh COVID-19 nên tổ công tác không xử lý. Riêng đối với hàng hóa là thuốc có nhãn mác nước ngoài có trị giá 8.200.000 đồng do vi phạm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, mua bán thuốc không có giấy lưu hành nên công an quận đã báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền của quận giải quyết theo đúng quy định.